Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hacom và đây là số QA cuối cùng của năm Nhâm Dần 2023 rồi các bạn. 2022 kết thúc năm 2022 và bắt đầu năm 2023 đây các bạn ạ. Thế thì năm nay chúng ta lại cuối năm nay lại có 7 câu hỏi như bình thường luôn, không có vấn đề gì cả. Và sẽ từ rất nhiều các bạn từ và có rất nhiều các chủ đề linh tinh, nào thì màn hình, nào thì mainboard, nào thì CPU. Nhưng mà trước hết chúng ta phải không quên nhắc các bạn là chúng mình vẫn mở cửa xuyên Tết tại showroom Hacom quận 7 và Hacom Đống Đa. Đống Đa là một bạn Khánh Hà đấy. Và các bạn đến mua trong dịp Tết này, các ngày đầu Tết 1, 2, 3, 4 ấy, thì các bạn sẽ được tặng giảm 10% giá PC, gaming gear, PC nguyên bộ nhá. PC nguyên bộ này, tức là chọn linh kiện lắp ráp được. Đúng rồi. Và linh kiện gaming gear cũng 10%, laptop 10%, nhưng riêng với laptop thì 10% tối đa là 500.000. Tức là em laptop 5 triệu được giảm nhiều nhất. Đấy, đấy. Thế ví dụ như anh em mua một con chuột 3 triệu anh em được giảm 300.000. Khá là hay. Đấy, mua như một con chuột 15.000 thì giảm được 1.000. PC này thôi. Thôi nhưng mà nói chuyện thế đủ về năm mới năm cũ là 10% rồi. Bây giờ hãy cùng bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên đi của bạn Hiệp Nguyễn. Là bạn hỏi về con đạn NZT Z63. 63. Bạn ấy bảo là không nhận được thì em nghĩ cái này thì chỉ có là bạn đã không cắm thôi chứ. Chứ một cái là không cắm thôi, hoặc là nó hỏng. Hỏng thì em nghĩ khó. Em nghĩ không cắm là nhiều, tức là không cắm USB. Tức là bạn để ý trên dây thì có khá là nhiều dây và các bạn phải cắm đủ cho mình nhá. Chứ các bạn đừng cứ cắm không chỉ cắm một dây hai dây đâu, bởi vì là muốn nhận được phần mềm thì nó bắt buộc phải có cái dây USB đấy. Ví dụ cũng như kiểu là con của Liên Ly cũng phải có dây USB thì nó mới nhận được phần mềm. Còn chứ không thì nó chỉ sinh RGB với cả nó chạy quạt thôi. Còn đấy, nó dễ thế mà các bạn mà không cắm dây USB là các bạn hỏi làm gì? Vứt bay màu luôn đấy. Trừ trường hợp các bạn đen lắm các bạn học, mình thấy con này học lắm. Còn mấy con đấy khó hỏng lắm các bạn ạ, tại vì nó khá là đắt tiền mà. Rồi tiếp theo, bạn Young T, bạn đã hỏi về chiếc G14. Chiếc G14 này em thấy nó bị marketing quá. Tức là nó tốt thật, nó over marketing mà, nó tốt thật. Nhưng mà nó không đến mức như kiểu là mát như các gọi là các reviewer nước ngoài nói. Nó chỉ mát so với cả một chiếc laptop 14 inch thôi, nhưng mà nó vẫn là nóng so với cả một chiếc máy bình thường. Tức là tại vì cái khối lượng nó bé mà anh, 14 inch mà 14 inch gaming là không có laptop nào mỏng mà mát cả. Đúng rồi, anh thấy đấy, kể cả tất cả không có mỏng mát, mỏng nó chỉ mát so với những con mỏng thôi. Đấy, bạn phải hiểu như thế không? Nó chỉ mát so với những con mỏng thôi. Còn nó vẫn là nóng nha. Muốn mát là phải laptop dày. Đúng rồi, laptop dày quá là to. Máy PC. Đấy, muốn mát thì phải chỉ như thế thôi bạn nhá. Rồi, tiếp theo là bạn già nhạc trẻ. Ôi, anh điện à. già nhạc trẻ hỏi là máy chơi nằm. À, con Xbox Series. Xbox Series còn hỏi là máy chơi để nằm thì thực ra đối với console thì nằm như dọc ấy chẳng khác gì. Đúng rồi, thực ra thì em nghĩ rằng là do không phải con PS4 nằm là dở đấy anh ạ. PS4 đứng là dở. Tại vì PS4 nó bị che cái khí, đường khí. Tại vì có hai đường khí ra bên rồi anh. Đấy. Còn con PS5 thì với cả PS Xbox thì không, tại vì nó là gió đằng trước mà. Nhưng mà hiện tại PS5 đang có một lỗi ở nước ngoài, nó bảo là để đứng thì khả năng sẽ bị nóng quá. Nóng quá. Tại vì nó dùng cái gì nhỉ? Cái tản cái đáy ở dưới lên đấy. Không, đáy từ con GPU lên cái tản nhiệt nó sẽ có một cái ngày trước anh quên nữa, cái vợ vapor chamber. À. Thì khi mà để giảm thì nước nó không đủ. Đấy, nói chung là cũng còn tùy nhá. Nhưng mà nếu mà nói về airflow ấy của con Xbox Series ấy thì nó là từ đít lên đầu. Cho nên nhiều khi bạn để nằm xuống nó còn mát hơn cơ. Đấy nhá. PS5 thì nên để nằm. PS5 thì hiện tại là đang người ta đang bảo là nên để nằm. Một YouTuber đang mở mổ xẻ ra và thấy là lượng nước ở trong cái vapor chamber nó không đủ. Để các bạn để dọc. Hôm trước cũng thấy rầm rộ mấy cái bài đăng ở các nơi. Rồi, tiếp theo của bạn Minh Bùi Quang. Bạn đang bảo ôi ủa nhiều thứ ấy. Dài quá, nhưng mà dài nói quá. Chung là bạn hỏi về vấn đề là nó không, con màn có phải là không được chứng nhận G-Sync compatible. Đúng rồi. Và bạn lại G-Sync. Cố gắng dùng G-Sync với nó. Đúng rồi, nó là FreeSync Premium bạn ạ. Thì nó là sự không tương thích giữa màn với cả cạc. Thì cái này nó thật là chỉ có đổi màn. Đổi màn hoặc đổi cạc. Đổi màn hoặc đổi sang cạc AMD đi. Đấy. Cạc NVIDIA chứ. Không, bạn đang dùng NVIDIA. À, bạn đang dùng NVIDIA. Ừ, và đổi... đang dùng với cả AMD FreeSync Premium. Thế thì các bạn phải đổi màn ra, các bạn đổi càng thôi. Đổi màn hoặc đổi càng thôi, chứ chịu rồi. Nhưng mà theo mình các bạn nên đổi màn, tại vì cả bây giờ sang NVIDIA sang AMD thì nó cũng đang... Ba không phải cái chính 3060 bây giờ ấy là quá tốt rồi. Ừ. Không phải đổi sang cái gì cả. Đấy. Đổi ra mình đổi sang 6060 XT. Đúng rồi, nhưng mà nó chẳng cần phải đổi, đừng đổi làm gì. Mặc dù là bạn sẽ nhiều khi bạn được cộng thêm money ấy, nhưng mà nhưng mà không đổi làm gì. Bạn nên đổi màn hình thì hơn. Chiếc G3 này cũng không phải là một con màn hình quá cháy, một màn hình tầm thấp thôi. Đây là cơ hội tốt để bạn nâng cấp màn đấy. Là AOC 24G2.
Không, nhưng mà hai con đấy bằng gần bằng nhau, tầm nhau anh ạ. Tức là hai con đấy đều 5 triệu thì em nghĩ lên khoảng tầm 8 triệu thì cho nó cháy. Tầm con 2K14 thì 8 triệu thì băng cũng áo trình luôn. Áo trình luôn đấy. Làm phản làm hẳn họa 2K đây bạn ạ, cho nó cháy nhá. Rồi. Ok. 3200. À, ui rồi. Tính nữa bạn hỏi về con dàn phây. Cái bộ vấn đề là đây là bạn đang hỏi của con dòng K là của hệ Asus, trên đuôi K Asus. À, 30K. Em thấy là nhiều bài test ở trên mạng, em thấy là hiệu năng chơi game giữa ví dụ như là khi cắm 3600 vào một con này với một con B550 ấy thì gần như bằng nhau. Thì chứng tỏ là nó không ảnh hưởng quá nhiều tới hiệu năng CPU đâu. Nhưng mà số phận lên lên bên B, nên mình có thể đúng A với H là vấn đề gì? Bên A nó là nó không phải là nó tồi, tức là A của AMD nhá, không nói nhá. Nhưng mà A với cả H ấy nó ít cổng USB, nó ít cửa PCIe, ít thứ ăn chơi, ít thứ thế nên là anh em rất là buồn phải không? Và cái con A đấy hình như là còn không ép xung được hay là chỉnh được vôn vùng gì cả. Mà trong khi đấy là cái thế mạnh của AMD. Đấy. B nhá, B minimum cho mình. Nên cô kể cả Intel với AMD cứ B đổ lên. Nhưng mà em nghĩ là chắc bạn này đang là ngày trước cắm kiểu con này với cả một con Ryzen 3 gì đấy. Xong rồi bây giờ muốn nâng cấp thì mấy con này nâng cấp được, chơi vẫn được nhá. Nói chung để chơi game thì ok thôi, không vấn đề gì hết. Tiếp theo là hoa quả, trái dâu. Hoa quả vẫn hỏi là khói hút âm. Khói hút âm. Em thấy có không hợp lý không? Em thấy không mình ạ. Bởi vì gói hút ẩm nó thứ nhất là nó trong một cái môi trường rất bé. Nó trong một cái túi rất bé. Không phải tức là người ta thả một gói hút ẩm cùng vào trong một cái túi bánh. Nó diện tích khoảng tầm mấy cm vuông, mấy cm khối thôi, decimet khối thôi. Chứ nó không phải là cả một cái PC. Với cả hình như cái điều kiện hoạt động của gói hút ẩm là nó phải là kín ấy ạ. Là một cái gói phải kín, tức là nó sẽ hút những cái ẩm còn lại chứ không phải là hút những ẩm tiếp tục, không phải hút ẩm liên tiếp. Thế nếu mà trên máy hút ẩm thì sao? Máy hút ẩm tiện. Máy dạng bé ngày trước có mấy cái máy hút ẩm mà em sạc xong em vứt trong cái thùng ấy. Em nghĩ chắc là cũng được, em chưa tìm hiểu kỹ về máy hút ẩm. Nhưng mà nó vẫn phải kín. Máy tính thì nó luôn luôn nó lưu thông gió ẩm vào thì chắc hút không kịp đâu. Thì chắc là bạn chỉ có bật điều hòa thôi. Điều hòa bật chế độ hút ẩm thì nó sẽ hút cả phòng nha bạn. Đấy, cả phòng nhá. Còn hoặc là bật chế độ lạnh nên vì tại vì nguyên lý của hoạt động của điều hòa là hút ẩm mà, xong rồi nó thả khí lạnh vào thôi mà. Thế nên là gói silicone hay gói gì của bạn là không hoạt động đâu, có thể đảm bảo là như thế. Đây nói chung là các bạn máy hút ẩm hay là không trừ gặp một các bạn bật điều hòa hoặc là mua máy hút ẩm hoặc là các bạn vứt cả máy tính vào cái tủ hút ẩm. Tủ hút ẩm như chúng mình đứng máy ảnh cũng phải vào tủ hút ẩm mà. Và cuối cùng bạn Hoàng Nguyễn hỏi về vấn đề đồng bộ led của con Z63. Z53. Em biết thì NZT ấy, nó chỉ có đúng một cái tích hợp với đúng một API thôi, là API của Asus. Thế cho nên là nếu mà các bạn muốn sinh led cái thứ kiểu ấy thì bắt buộc phải dùng bên Asus. À, tại vì ở dưới cùng của cái đoạn experimental beta bê tùng đấy nó sẽ có bảo là cái gì với Asus API, Asus AuraSync API ấy, thì tức là nó sẽ được điều khiển. Nhưng mà nói chung là bây giờ nó rất bị lằng nhằng lắm. Đèn led giữa các hãng với nhau nó là vấn đề nan giải và không bao giờ giải quyết được. Mỗi ông vẫn muốn phần mềm. Nên là các bạn muốn mà đồng bộ nhất ấy thì bạn mua những con tản mà nó dùng cổng 3 pin đúng rồi, cổng 5 pin và 3 pin cổng các thứ kiểu cổng 4 pin 12V 5V các thứ kiểu dùng mấy con đấy thôi. Còn mấy ông mà cứ LED LC lòng nào thì là phần mềm riêng là máy máy thì tản NZXT quạt co xe bên Asus kênh kia bài kênh kia bài thôi các anh em bàn phím Logitech chuột mấy đi thế mới gọi là tận dụng những cái SD thế hệ mới thật lắc phần mềm mới nhanh. Đấy. Rồi bây giờ để hết số QR cuối cùng của năm Nhâm Dần và kính chúc các bạn một năm mới gọi là mạnh khỏe, hạnh phúc, tiền bạc dồi dào để còn mua hàng mùa Tết chúng mình giảm 10%. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.